Da em thì mấy năm nay xuất hiện nhiều các vết nám như này bác sĩ. Bây giờ em đang muốn da đẹp và trắng như Ngọc Trinh. Như thế thì chồng ấy mê ạ. À, bác sĩ xem da cho mình hả? Nói chung thì tình trạng da của chị có nhiều vấn đề hả? Trên da của mình có cái tình trạng là cái những cái vết nốm sắc tố, là cái nấm nốm hai bên gò má của mình ha. Những cái vết tàn nhang đã rát khắp mặt và da nó hơi có mụn ẩn chút xíu ha. Thì chị bị cái tình trạng nám và tàn nhang này bị bao lâu rồi? Em thì cũng bị khoảng 6-7 năm rồi ạ. Từ khi sinh bé đầu lòng thì em đã xuất hiện những cái vết nám rồi. Và khi sinh bé thứ hai thì bắt đầu nám nó nổi lên nhiều hơn. Trước giờ thì chị đã từng điều trị gì chưa ở nhà? Em thì không điều trị gì ở nhà, chỉ có bôi mỹ phẩm, mua mỹ phẩm về và tự bôi thôi ạ. Và cũng không có hiệu quả, chắc là do cũng lớn tuổi rồi cho nên mỹ phẩm không có thẩm thấu vào trong da được tốt ấy. Vậy thì suốt cái thời gian đó thì vì sao mà chị không đến điều trị sớm mà chị đợi khá là lâu để mới tới điều trị? Thì lúc đầu thì cũng nấn ná mãi, cứ nghĩ là bôi mỹ phẩm thì sẽ hết nám được, nhưng mà cũng không đỡ. Hơn nữa thì em cũng sợ đau, sợ mọi người cũng nói là chân nám sẽ nổi lên nhiều hơn, cho nên em cũng sợ. Hơn nữa là cũng không tìm được bác sĩ uy tín ấy, sợ bác sĩ chữa cho mình xong rồi chạy mất tiêu thì lúc ấy mình cũng không biết tìm đâu đâu được. Thứ nhất thì đối với cái tình trạng da của mình thì chị sẽ cần cái collagen và dưỡng chất vào trong da để cải thiện cái vấn đề về lão hóa và cái sắc tố trên da của mình ha. Thứ hai là trong quá trình điều trị thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp can thiệp bằng kim nano, cho nên không có đau cho mình trong quá trình điều trị, mình yên tâm nhé. Một điểm nữa đó là rất nhiều cái trường hợp trước đây là các anh chị chúng ta điều trị và nó không có đạt hiệu quả. Đó là cái quá trình là các chị em ở nhà chăm sóc không điều độ, cũng như có những cái thói quen sinh hoạt không khoa học, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả của điều trị nám. Một điểm nữa đó là tôi là bác sĩ anh khoa chuyên điều trị vấn đề về da, tôi luôn ở đây và đồng hành cùng các khách hàng của mình. Dạ. Yên tâm, tôi không đi đâu hết nha. Thế thì yên tâm rồi ạ. Dạ. Anh thẩm mỹ quốc tế.